đã nghe đó, con gái tôi đã ghét rồi. Mà đã vậy đó, còn đem cái điều không may cho gia đình nữa. Nhưng mà nó chỉ là bào thai thôi, làm sao mà ông thầy bói ông biết được hả má? Người ta biết được, người ta mới là thần, người ta mới là thầy. Sanh nó ra đây á, rồi nó đem lại điều xui xẻo, nó làm tán gia bại sản luôn. Bây giờ tôi nói bỏ là bỏ, cô đừng có nói nhiều nữa. Nên nhớ, sống cho tử tế vào. Muốn lấy số má thì về gặp má mà xin số. Còn đây không phải là đất của mày. Cô còn xin xỏ cái gì nữa? Từ hồi nãy giờ á, ông thầy ông nói như vậy, cô còn chưa thông cái đầu cô ra nữa hả? Nhưng mà đó là con của con, là cháu của má mà má. Con cái gì ở đây? Con cháu gì ở đây? Mà đã vậy á, còn đem cái điều không may cho gia đình nữa. Nhưng mà nó chỉ là bào thai thôi, làm sao mà ông thầy bói ông biết được hả má? Người ta biết được, người ta mới là thần, người ta mới là thầy. Sanh nó ra đây á, rồi nó đem lại điều xui xẻo, nó làm tán gia bại sản luôn. Bây giờ tôi nói bỏ là bỏ, cô đừng có nói nhiều nữa. Con xin má mà má. Tôi không có nói nhiều nữa. Tôi không có con cháu gì ở đây hết. Bây giờ cô đi không được phải không? Tôi dắt cô đi. Đi liền, bỏ liền cho tôi. Rồi, những người mà nghe lời tôi á thì sướng, mà cãi lời á thì khổ à nha. Dạ dạ, thì nhờ có cô Bảo An đó, cô Bảo An nói cái gì tôi cũng làm theo. Muốn tôi làm cái gì là tôi làm cái đó. Bởi vậy bây giờ tôi mới đổi đời đó chứ. Thì ơn trên cho tôi một nghĩa vụ là giúp đời giúp người mà. Giúp được cô á là tôi mừng rồi. Dạ, không ấy cô Bảo An cho tôi đi theo để làm đệ tử của cô đi. Thấy cô cũng có lòng. Nhưng mà làm này không có dễ đâu nha. Thì bây giờ tôi theo tôi học cô Bảo An, phụ cô Bảo An, rồi có gì cô Bảo An chỉ dạy lại tôi. Thôi được rồi. Nhưng mà hồi đó giờ tôi mới nhận đệ tử, thấy cô cũng có lòng nên thôi nhận cô vậy. Dạ, cảm ơn cô Bảo An nhiều lắm nha. Cô ơi, cô cho tôi hỏi thăm chút xíu được không cô? Có việc gì không cô? Nói ra thì nó cũng ngại, nhưng mà nói thiệt á, nãy giờ tôi nghe hai cô nói chuyện á, hình như là cô là người coi tướng số, coi phong thủy, rồi coi vận mệnh nữa phải không cô? Dạ đúng rồi đó cô. Rồi cô Bảo An giỏi lắm, nói cái gì là chúng cái đó à, cô tin con đi. Vậy con mời cô qua đây ngồi chung nha. Trời, nghe chuyện của hai cô nói chuyện á, tôi mừng lắm. Nói cũng không có giấu gì cô, nhà tôi cũng đang có chuyện. Để tôi đoán thử nha. Có phải cô có một thằng quý tử, cô thương nó cực kỳ luôn, nhưng mà cô lại có thêm một tin vui là cô sắp lên chức bà nội, có đúng không? Đúng rồi cô. Con dâu tôi nó mới cấn bầu á. Cô đoán đúng như thần luôn vậy đó. Đó, cô tin con chưa? Bây giờ thì tin rồi, mới gặp cô mà nói đúng chấp chuyện nhà của cô luôn à. Vậy cô ơi, cô làm ơn làm phước á, cô coi cô giúp giùm gia đình tôi nha cô, gỡ rối giùm gia đình tôi đi cô. Thôi thì hôm nay gặp cô cũng là một cái duyên, cho nên để tôi giúp cô một phen.
Như vậy thì tốt quá rồi, tốt lắm rồi đó cô. Nhà mình có khách hả mẹ? Đúng rồi con. Nhà mình hôm nay có khách quý đó. Đây là cô Bảo An, là thầy coi phong thủy có vận mệnh hay lắm. Lại thầy bói lại phong thủy nữa hả mẹ? Mẹ sao vậy? Con nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Cô đừng có giận nữa nha. Cô coi giùm tôi á, coi phải là cái thai ở trong bụng con dâu tôi á, nó là khắc tinh của gia đình không vậy cô? Lúc nãy tôi bước vô đây á, thật sự thì ám khí rất là nặng luôn. Đúng là khắc tinh mà. Đó, thấy không? Mẹ nói đâu có sai đâu. Ai cũng nói cái thai trong bụng nó là khắc tinh mà. Vậy mà tụi con cũng không tin. Bây giờ cô Bảo An ở đây cũng nói như vậy đó. Thấy chưa? Thì đúng là khắc tinh. Nhưng mà khắc tinh không phải là cái thai, mà chính là bà đó. Hả? Cô nói cái gì vậy? Cô nói cái gì mà tôi nghe tôi không hiểu? Tôi nói bà nghe không rõ hả? Khắc tinh trong nhà này chính là bà. Bà khắc mệnh với con trai của bà. Nếu bà sống chung với anh ấy ngày nào thì bà sẽ trù con trai bà chết yểu. Nếu như nhà này có làm ăn á thì cũng tán gia bại sản mà thôi. Không phải vậy đâu cô. Không phải vậy đâu, cô coi kỹ lại giùm tôi đi. Tôi nói với hai người rồi đó. Nếu như mà hai người không đuổi bà ta ra khỏi nhà này thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đó, nếu như mà mẹ nghe lời thầy bói á, mẹ đi đi. Anh nói gì kỳ vậy? Sao anh đuổi má đi được? Cô coi lại đi, không phải vậy đâu. Mẹ là mẹ của con mà, làm sao anh vậy được chứ? Má lại đi con, má không đi đâu hết. Mình là người nhà mà, con không tin, con không nghe lời ai hết, không có khẳng tin gì hết. Má lại với con nha. Đó, mẹ thấy chưa? Vợ con yêu thương mẹ như vậy mà mẹ nở lòng nào đối xử với cổ và đối xử với đứa cháu như vậy hả? Mẹ xin lỗi, mẹ biết lỗi rồi, mẹ sai rồi. Con tha lỗi cho mẹ nha. Như vậy thì tôi không cần diễn nữa rồi. Thật ra tất cả chỉ là một vở kịch. Bảo An không phải là thầy bài gì cả. Chúng tôi chả qua chỉ là người thấy chuyện bất bình, không thể ngồi yên được. Cảm ơn hai cô đã giúp tôi dựng nên vở kịch này. Là sao anh? Vậy là sao? Hôm trước tôi vô tình thấy bà và con dâu của bà cãi nhau. Chỉ vì cứu đứa bé cho nên chúng tôi buộc lòng phải làm như vậy. Thật sự cảm ơn hai cô. Cũng nhờ hai cô mẹ tôi ngộ ra được nhiều điều. Con thấy hai chị Đại từng giải quyết nhiều vụ khó, hết cách rồi nên con mới nhờ hai chị Đại tới nhà mình giải quyết đó. Hôm nay anh hẹn tụi tôi ra đây có việc gì không? Hai cô có phải là chị Đại Sài Gòn đã từng bắt một cái vụ thầy bói lang băm chuyên dụ dỗ người khác đúng không? Hai cô làm ơn cứu gia đình tôi với. Anh có chuyện gì kể tụi tôi nghe đi. Bây giờ tự nhiên mẹ tôi tin lời thầy bói, bị ung mê ngu muội hết rồi. Rồi sao nữa? Chuyện là vợ tôi cấn bầu và gia đình sắp có một đứa con trai, nhưng mà mẹ tôi lại tin lời thầy bói nói là đứa con trai đó ra đời á thì sự làm ăn của gia đình sẽ bị lụng bại, rồi gia đình xào xáo nên bây giờ mẹ tôi bắt vợ tôi đi phá thai. Thật sự là tôi không muốn mất đứa con này đâu. Vấn đề này nằm ở mẹ anh thôi chứ không có do ông thầy bói nào đâu. Anh để đi, tụi tôi nghĩ cách coi sao. Hai cô làm ơn giúp tôi với. Bây giờ á, anh dụ bà ta đến đây uống cà phê đi. Còn tất cả các chuyện còn lại á, để tôi tính. Con không thể nào làm mất đứa con này được, nên con mới phải dùng cách này đó mẹ. Bác à, con muốn cho bác hiểu á, thật ra thì cái chuyện bói toán không thể nào quyết định một mạng sống của một con người đâu bác. Bác thấy đó, biết bao nhiêu cặp vợ chồng bị hiếm muộn. Họ phải chạy chữa biết bao nhiêu là tiền bạc. Lần này á, bác có cháu ẩm bầu, mà tại sao bác lại không nhận vậy bác? Thật ra chỉ cần gia đình hạnh phúc là được, cố gắng chí thú mà làm ăn. Còn cái việc mà đứa trẻ làm hại đến gia đình, đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Tôi hiểu rồi. Tôi qua cái chuyện này á, tôi cảm ơn hai cô nhiều lắm. Cảm ơn hai cô mà mẹ tôi đã ngộ được nhiều điều. Dạ không có gì đâu bác. Con với Bảo Anh cũng chúc gia đình sống hòa thuận. Con dâu của mẹ.
xin lỗi con. Vì là sắp tới á, con không có phải làm việc gì nữa hết á. Con chỉ có việc nghỉ ngơi, ăn uống tẩm bổ để nuôi cháu của mẹ được mạnh khỏe. Con trai hay con gái gì nè, mẹ thương hết á. Con cảm ơn má. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như mà mọi người yêu mến cặp đôi Bảo Anh, Bảo An thì mọi người nhớ đón xem tất cả các tập phim của chị Đại Sài Gòn nha. Like, share và subscribe kênh YouTube chị Đại Sài Gòn. Đừng có quên là nhấn cái chuông để có thể luôn theo dõi những tập phim mới nhất của chị Đại nha. Nếu không là biết tay hai chị Đại đó. Nhớ ủng hộ đôi bạn thân của tụi tôi.